lại lên sóng siêu phẩm đây các bác ơi. Hôm nay em Hương thì lại về thêm được một siêu phẩm Accent, nhưng với cái lớp sơn nhìn rất là sang luôn nhá. Một cái lớp sơn màu đồng, màu lâu đồng nhìn rất là sang, form dáng mới Accent đời 2019 các bác này. Form dáng và cái màu em nhìn rất là sang luôn. Những cái bác nào mà tính cách mà thích kiểu là trầm ổn, em nghĩ cái màu này thật sự thích hợp luôn. Một chiếc xe siêu phẩm Accent đời 2019, nhưng em này là số sàn các bác nhé. Số sàn đời 2019. Những bác nào quan tâm về siêu phẩm Accent này thì nhấc máy và liên hệ cho em Lê Hương qua hotline 0354602790. Thì em Hương sẽ tư vấn cho mình. Còn nếu như các bác nào mà đang tham khảo thì cũng cùng xem Hương xem hết buổi video ngày hôm nay. Em sẽ lên sóng và quay chi tiết về siêu phẩm Accent của em Hương đây ạ. Đèn phía trước là đèn bi salon này, có thêm dải đèn led rồi. Đèn gầm cũng là đèn bi đầy đủ cho em. Nước sơn thật của em nó đây các bác này, sơn bóng này. Màu lâu đồng cực kỳ sắc nét luôn. Đời 2019 với động cơ trang bị chỉ có 1.4 thôi. Và em này là số sàn. Giá chào bán 428 triệu. Động cơ trang bị 1.4 428 triệu. Lên mâm hợp kim rồi. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng này. Một dàn lốp còn tương đối đẹp cho em. Không phải là đẹp xuất sắc nhưng cũng là tương đối các bác nhé. Gầm bệ đây ạ, không hề bị mục mọt gì đâu ạ. Một đường dài thẳng tắp từ cụm đèn pha phía trước này, đi thẳng xuống cụm đèn hậu phía sau, thẳng led căng luôn. Đứng góc nghiêng như thế này mà không hề thấy nhìn một vết nồi lõm nào đâu nhá. Xịn sò luôn. Xin nhan cũng được tích hợp ở trên gương. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 5/2023. Miên man luôn đúng không ạ? Chân tay nắm cửa, hai cánh cửa trước cũng có phím mở một trạm thông minh. Tay nắm cửa thì ốp mạ chrome cao cấp hết rồi. Nước sơn thì quá là đẳng cấp luôn. Zin đẹp toàn xe luôn các bác nhé. 428 triệu đời 2019, form dáng mới này. Từng con ốc zin đẹp luôn. Táp ly đây ạ, không hề có bóng, không hề có mòn. Bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin. Phần táp ly bên này, đây là nhựa da nhé. Đây là một cái miếng da bò màu lâu nhìn rất là đẹp luôn. Chống tì tay mỏi, đây chống mỏi đây. Cực kỳ cứng cáp luôn. Hộc để đồ cá nhân, bốn quả loa to bản trang bị bốn cánh cửa. Kệ bước chân lên xuống, ốp mạ chrome Accent. Từng con ốc cũng không hề bị vặn mở này, zoom kỹ các bác nhìn này, không hề bị sắt xác, nếu như sắt xác là vặn mở rồi. Mà em cam kết luôn. Bộ ghế da thì bác chủ cũng muốn là đông sật tông, đồng màu với bên ngoài nên là làm cái màu rồi ghế da bò bên trong đây. Đấy, cực kỳ sắc nét luôn. Quá là đẹp, đẳng cấp thật sự. Trần cũng là trần da 3D cùng màu với nội thất nhá. Và nó hơi giống với màu ở bên ngoài nước sơn này. Túi khí an toàn trang bị trên ghế phụ, bên vô lăng bác tài cũng có và trên ghế phụ cũng có đằng trước đây ạ. Màn hình giải trí rồi, đầy đủ rồi, có đề lỗ thông minh. Một chút nữa sang kia em sẽ quay chi tiết hơn. Bốn quả loa to bản nhưng hai cánh trước còn thêm một cái loa chép nhỏ nhé, nghe nhạc rất là hay luôn. Gương kính thì liền đời theo xe. Siêu phẩm 2019 số sàn Hyundai Accent đây ạ. Đấy, chỉ cần hơi đứng ra ngoài một chút thôi thì em nó sẽ tự động đóng cửa vào các bác ạ. Chỉ cần cầm chìa khóa đứng ra ngoài một chút thôi là em nó sẽ tự động chốt cửa vào. Điều hòa mát lạnh hai vùng phía sau xe cũng có điều hòa mát lạnh này. Có cổng sạc 12V phía sau, điều hòa mát lạnh phía sau. Các bác ngồi phía sau có nóng có lạnh hay gì thì mình cũng tự tùy chỉnh cho mình, để cái nhiệt độ thích hợp nhất cho mình khi thoải mái ngồi trên xe. Từng con ốc còn zin đẹp như thế này, Accent đây. Siêu xuất sắc với cái lớp sơn màu lâu đồng, cực kỳ xuất sắc luôn. Da bò cao cấp nguyên miếng này các bác này. Táp ly đây. Bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin luôn, 2019 mà. Dàn lốp còn nguyên đẹp và dày dặn, hệ thống phanh ABS chống bó cứng cả bốn bánh, gầm bệ cũng không hề bị mục mọt, đấy là điều chắc chắn rồi. Cụm đèn hậu phía sau thiết kế to bản, ăn sâu vào khoang lắp cốp một chút này. Phía sau xe cũng có cho em Hương là bốn mắt cảm biến va chạm và một mắt cam lùi. Bốn mắt cảm biến va chạm và một mắt cam lùi này. Xe thì dùng khóa khiển, mở cốp xe thì cũng sẽ làm khóa khiển cho em nhé. Đó, mở lên phát là nhấn lên. Bản sedan hai đầu thì khoang hành lý rất là lý tưởng luôn. Đi gia đình hay đi du lịch, đi điều chơi cũng đều ok với cái khoang hành lý như thế này. Lốp sơ cua, dựng cụ tăng kích nốt này, lốp dự phòng đây. Sàn bệ các bác nhìn này, bấm đinh tán sạch sẽ, không han gì luôn. Khoang hành lý cũng rộng rãi với những cái... Đây, các bác rộng lắm luôn, xong lại còn sạch sẽ nữa nhá. Cực kỳ sạch sẽ luôn, có cả đèn cốp luôn. Máng nước hai bên phía sau em Hương cũng sẽ zoom kỹ cận cảnh để khách hàng nhà mình có thể chiêm ngưỡng được. Đánh giá tổng quan chi tiết về siêu phẩm Accent màu lâu đồng, số sàn các bác nhé.
Nếu như số tự động em có đời 2019 màu đỏ thì số sàn đây ạ, em có màu đen và màu lâu đồng. Accent là một trong những cái dòng xe mà thu hút được rất là nhiều khách hàng trải nghiệm vì tính năng của xe, nhiều công nghệ option, ăn ít xăng, bền bỉ, form dáng sang trọng và lịch sự. Quan trọng là xe không bị hỏng vặt đâu nhé, không hề bị hỏng vặt. Đấy là một trong những cái lý do mà thời điểm hiện tại Accent đang là một trong những dòng xe 5 chỗ ngồi thu hút và cũng được năng suất, được hiệu ứng khách hàng hưởng ứng rất là cao luôn. Rất là cao luôn, rất là nhiều khách hàng thu hút về Accent, thu hút rất là nhiều luôn ạ. Da lốp dày dặn, bánh phanh ABS với bộ mâm đúc rồi, không cần phải nói quá là nhiều. Tay nắm cửa ốp mạ chrome, ghế da cao cấp, hai vùng điều hòa trước và sau tự ứng với hai hàng ghế cực kỳ mát luôn. Đây ạ, từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay nhé, kệ bước chân lên xuống hay móc khóa đây. Xoang cửa cũng không hề bị mục mọt rách vỡ dù chỉ là một phần. Tất cả phần đây là da mềm. Táp ly này. Gương kính thì auto tự động rồi. Bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin thẳng là một lượt luôn. Xuất sắc. Em này thì có cả vỉ chắn mưa rồi nhá. Accent đây, vỉ chắn mưa. Tím mở một chạm thông minh trên cánh cửa. Từng con ốc này, ngay cả những cái móc khóa này. Ô tô con Hyundai Accent 1.4MT, tức là số sàn này. Các cái dung size của nó này. Đấy, các cái dung size, khối lượng, số khung này, số chứng chỉ này. Đấy, sticker này. Các cái thông số của xe vẫn còn nguyên và đầy đủ các bác này. Ốc đây, không hề bị vặn mở luôn. Keo này, phần táp ly bên bác tài cũng vậy luôn. Một trong những cái khoang mà các bác tài sử dụng nhiều nhất chính là khoang của bác tài, chứ không hề bị bóng mòn. Các cái phím bấm auto tự động hạ cửa kính, hạ gương hoạt động hoàn toàn bình thường và rất là nhanh nhạy luôn. Bốn quả loa to bản này. Đây là khu vực mở xăng này. Mở cốp các bác có thể mở luôn trực tiếp vào đây, hoặc mở trên khóa khiển đều ok cho em. Với một chiếc xe đời 2019 thì em này cũng là thông minh rồi mà. Có tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh nói trên vô lăng luôn, ra lệnh bằng giọng nói luôn đấy ạ. Túi khí an toàn đây. Màn hình giải trí này, đề lỗ thông minh điều hòa hai vùng. Số sàn 6 cấp cho em này. 1 2 3 4 5 6 này. Ghế dạ, áo dạ da này, áo da của số củ số này. Phanh tay sắc nét. Bệ chống mỏi tay hay là một khoang cốp mini để cho các bác nhà mình có thể giấu một chỗ quy đen vào đây nhá. Màn hình LED tăng luôn. Đấy, vừa rồi thì em Lê Hương đã quay chi tiết về trong khoang nội thất cũng như là ngoại thất. Còn bây giờ sẽ là đến cái khoang quan trọng nhất đây. Ăn ở, ăn hay không ăn, thua hay thật, nó ở cái phần này đúng không này. Chốt xe hay không đây, nó sẽ ở cái phần này nhé. Đây ạ, chính là khoang động cơ máy móc của xe. Động cơ máy móc của siêu phẩm Accent đời 2019 số sàn. Động cơ trang bị 1.4 các bác nhé. Đây là một chiếc xe mộc nguyên bản, em chưa hề rửa dọn. Chưa hề rửa dọn, sáng nay về chiều lên sóng luôn. Quay video xong để khách hàng nhà mình, nếu như bác nào đang quan tâm về Accent thì em sẽ gửi hình ảnh này trước. Nhưng mà nó có sẽ có một chút gì đấy là hơi bụi bẩn. Máng nước hai bên, từng con ốc zin đẹp. Nếu như bác nào chỉ cần biết một chút về xe thôi sẽ biết rằng à, máy móc của cô này rất là sáng và đẹp. Lại còn máy nguyên zin, chẳng qua là xe này vừa mới về cô này cố chưa rửa dọn thôi, chứ rửa dọn lên rồi nó còn gọi là xuất sắc ạ. Rất ít khi mà em Hương dùng từ xuất sắc nhưng nó phải gọi là xuất sắc này. Ly lông vẫn còn nguyên các bác nhé, ly lông còn nguyên. Thảm chống nóng giảm nhiệt còn nguyên ở trên lắp cabo. Keo chỉ zin toàn bộ lắp cabo luôn. Các cái lốt cắt, các lốt binh tấm bấm đinh tán này. Từng con ốc lắp cốp này. Phải nói rằng là em Hương hơi nóng ruột khi mà lên sóng video mà chưa rửa dọn như thế này. Nhưng thực chất là bây giờ xe đẹp về chỉ trong vòng 10, có những hôm chỉ về được 1-2 hôm là lại đi lấy chồng lại bay rồi. Nên là em đăng lên luôn để những bác nào quan tâm và đang tìm một chiếc Accent đời 2019 với lớp sơn nổi bật là màu nâu đồng. Số sàn giá là 428 triệu thì nhấc máy liên hệ em Hương trước, hoặc có thể là đặt cọc trước để em Hương giữ xe cho mình. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video thật sự là rất là chi tiết rồi về siêu phẩm Accent đời 2019 số sàn. Động cơ trang bị 1.4, em Hương đang bán là 428 triệu. Giá này thì em Hương vẫn còn thương lượng thêm cho mình. Những bác nào thật sự thiện chí thì có thể đến với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương để được em xem xe, chạy thử xe và cảm nhận. Còn nếu như tin tưởng em Hương, cọc 10 hoặc 20 triệu là em sẽ ship xe tận về khu vực mình đang sinh sống nhé. Cam kết không đâm xô và không ngập nước. Hyundai Accent đời 2019 số sàn, động cơ trang bị 1.4, 428 triệu. Hotline Zalo của Lê Hương ô tô Hải Dương 0354602790. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.